Mến chào tất cả, hôm nay em xin chia sẻ một đoạn video clip của nhóm giúp bé đến trường về thăm những người nghèo ở vùng xa vùng sâu của dân tộc Khmer ở dưới Sóc Trăng. Trước tiên em xin cảm ơn hãng hàng không Cathay Pacific, nơi em đã làm lúc trước, đã tài trợ cho em thêm những hành lý để tụi em có thể mang những quần áo của những người ân nhân đã tặng ở bên Toronto để mang về Việt Nam cho những người nghèo. Tụi em bay từ Canada về Việt Nam ngày 16 tháng 2 và tối hôm đó tụi em đã mướn một chiếc xe để chạy xuống Sóc Trăng. Đường đi mất khoảng 6-8 tiếng và sáng ngày 17 tháng 2 tụi em đã có mặt ở dưới Sóc Trăng. Trong khi mà đợi vài người bạn đi cùng chuyến đi từ thiện thì em đã vô tình bị té và mọi người như mẹ em đã tưởng rằng chân em đã bị gãy và bắt em đi bệnh viện để trị liệu. Nhưng em phải đành trả cả lời mẹ để mà tiếp tục chuyến đi vì mọi sự đã sắp đặt rồi và không thể trễ nải. Thì trong lúc mà tất cả mọi người dìu em về trở lại xe để mà xuất thuốc thì cái đau đớn nó lên tới đầu em và khiến em bị bất tỉnh nhân sự vài giây. Thì dù rằng rất đau nhưng mà trong đầu em cứ tiếp tục đọc kinh, cầu xin Đức Mẹ, cầu xin Chúa có thể cho em bớt đau và có thể cho em đi được để em có thể hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình. Thì em rất tin là Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ đã làm phép lạ, vì ngày hôm đó em đi vẫn đi được và đi rất nhiều và nguyên ngày mọi chuyện rất là tốt đẹp, không bị trở ngại gì hết. Thì em rất tin tưởng rằng khi chúng ta làm gì để mà vinh danh Chúa hoặc là giúp cho thân nhân mình thì ân trên luôn phù hộ và giúp chúng ta được bình an để chúng ta có thể làm việc bác ái cho vinh danh Ngài. Thì qua chuyến đi này tụi em có gặp vài bạn bè mới rất dễ thương và những người bạn đó là những người bên Phật tử, bên Phật giáo. Thì chuyến đi này rất là ý nghĩa vì hai tôn giáo đều có thể làm việc chung với nhau vì mục đích chính là để giúp cho những người kém may mắn hơn mình. Chuyến đi này tụi em đã được anh Sai là một người tài trợ những thức ăn và những sách vở cho những người nghèo đi cùng tụi em. Thì xin nhân dịp đây cảm ơn anh Sai rất nhiều vì lòng thương yêu mến của anh cho công việc của hội giúp bé đến trường. Đồng thời không quên cảm ơn những người bạn mới mà tụi em đã làm quen được ở dưới Sóc Trăng. Dù là một ngày bình thường phải đi làm nhưng mà họ đã bỏ nghỉ làm và đi giúp tụi em, chở tụi em đi vô những vùng sâu vùng xa để thăm những người nghèo và những trẻ em kém may mắn. Trong chuyến đi này tụi em đã làm quen được thầy Thích Thiện Đức, là một thầy đang chăm coi một vùng ở dưới Sóc Trăng của dân tộc người Khmer. Sau đây xin mời tất cả mọi người lắng nghe một đoạn phỏng vấn ngắn về thầy Thích Thiện Đức. Thật ra cái mỗi tên đó, cái tên đó là cái pháp danh Thiện Thiện Đức, do mình gắn với cái tên tộc của mình, thế danh của mình là tên Phúc thì mình gắn thêm cái tên Đức. Mà tên này do một phần là của sư ông, là người là sư phụ mình đặt. Nếu là tu từ nhỏ, nhưng có khoảng cái thời gian từ 3 tuổi, khoảng thời gian mình ra mình tiếp tục đi học, sau đó mình mới quay lại tu khoảng như có 10 năm nay. Cái này giống cái mình đang xây dựng, đang có tâm nguyện là mình sắp tới muốn xây cái chùa. Và khu này khu lực vực người Khmer. Đa số là đa phần trên 90% người Khmer sống trong khu vực sông Đinh, là khu nghèo của Sóc Trăng mình đó. Sóc Trăng, dạ. Sông Đinh, khu người ta nói ngã ba sông Đinh. Dạ. Khu nghèo mà đa phần là người Khmer sống. Ở đây thì tùy lòng phát tâm thôi, nhưng mà theo mình nghĩ là cái nên giúp cho người ta cái gì để sau này cái mình ta trở thành cái nền tảng để ta tiếp tục ta có công việc, công mưu sinh lên. Giống như phương tiện hay là mình giúp cho anh ta về cái nơi ở, chỗ ở này kia nó ổn định. Thời đa phần nhà lá, nhà to nhiều. Dạ. Mình cho anh ta có an cư thì ta mới lập nghiệp được. Dạ. Tại dân ở đây đa phần làm thuê, làm mướn, làm rẫy. Dạ. Thì những cái vật, những cái giúp mà chỉ có là đa phần theo cá nhân đó thầy thấy là chỉ có cái an cư. Dạ. Giúp được người ta được cái điều đó thì tốt.
một mức lương mà họ có thể kiếm được khi mà họ làm ở đây là khoảng bao nhiêu tiền ạ? Một ngày nếu làm công thì phải dùng từ 80 cho đến 120. Dạ. Một ngày 80 cho đến 120. Nếu với tiền lương đó họ sống thì đủ, nhưng họ nuôi gia đình á thì không đủ. Dạ. Tại vì ở đây là cái gia đình ta rất đông, đa phần thất nghiệp chỉ làm rẫy thôi, cho nên cái số tiền của 10 người mà chỉ có một người làm thì đâu có đủ. Mà nếu như nhà mà có 10 người mà 10 người đều làm mức đó thì hy vọng là sống đủ. Dạ. Cho nên hộ ở khóm này nó hộ nghèo nhiều, hộ nghèo với hộ cận nghèo. Dạ. Thì xin hỏi thầy, đây là phần lớn các em có được đi học không hay là vấn đề khó khăn? Đa phần đi học, nhưng mà đi học ở bên sông mỗi số em nó cũng nó nghỉ nữa trời. Nó khỏi lớp 6, 7 nó nghỉ, sau đó phải tiếp tục động viên cho các cháu học. Nhưng điều kiện đi học nó rất khó. Thế nhưng phía bên sông này chỉ có lớp 1, lớp 2, lớp 3. Phải qua bên sông mới học lớp 3, lớp 4 rồi học tiếp nữa. Rồi phương tiện đi nó cũng khó khăn. Cho nên hiện nay là nhà nước đang nghe nói nhà nước có chủ trương đang làm cầu, nó có yêu cầu cầu thì hy vọng là các em nó thuận lợi hơn. Nhưng đa phần các em gia đình cuộc sống vì môn sinh nên phụ huynh ta quên hẳn cái vấn đề mà theo dõi việc học. Yeah. Cho nên thầy về đây thì giúp được cái nào cho các em mình chứ? Chỉ là người ta chỉ đầu tư hiện tại thôi chứ người ta không đầu tư tương lai. Biết cái hiện tại, ta kiếm được miếng cơm mỗi ngày. Lo cho nó ăn mỗi ngày, còn cái việc học thì người ta cũng có cho đi học và đến trường học như thế nào, nó làm sao, kết quả làm sao cũng không quan tâm. Thì thấy đó, người ta sống bằng bàn tay, bằng sức lao động. Dạ. Tài nạn cũng có. Khmer họ thật thà lắm. Thật thà, chất phát. Khmer họ thật thà lắm. Với, rất là chất phát, với hai họ rất sống theo tuyệt tình. Dạ. Sống với cái tâm dù ta nghèo nhưng mà ta cũng, nói chung là ta sáng lắm, ta không phải như một số khu vực khác, người ta nghèo, người ta đi lo, người ta đi cướp, đi chợ này kia không có. Yeah. Dù cái thất nghiệp thì ngồi chơi không vậy. Yeah. Cứ không có một cái tư duyên. Đa phần á, tức là vẫn có một bộ phận nhỏ. Yeah. Nhưng đa phần á, cái nhận thức của người ta rất là sống thật thật. Yeah. Nghĩa là rất là đáng mến, người dân tộc rất là đáng mến. Chính vậy mới quyết định, thật ra mình không phải lên người Khmer, mình là người Kinh. Cho nên sau khi ở chùa mình muốn về đây, mình cái tâm nguyện thôi. Cần thì sau sắp tới thì nhà nước có công nhận cho xây dựng hay không tùy. Yeah. Nhưng mà có thầy còn cần khoảng bao nhiêu chi phí nữa để hoàn thành cái này? Cái đó thì mình không ước tính đâu. Yeah. Có là tùy tâm thôi, nhưng mà có cái là mình nghĩ cái đó cũng hơi bị sớm. Cứ giờ làm sao giúp cho bà con Khmer còn cái của mình để mình tự lo được. Mình sẽ cố gắng lo. Dạ. Yeah. Còn cái gì mà có được cái điều kiện cứ giúp cho bà con người nghèo. Dạ. Yeah. Còn cá nhân mình để tự mình lo. Dạ, câu trả lời rất hay. Dạ, cảm ơn thầy, rất là vui mừng gặp gỡ được thầy. Dạ. Và hẹn năm tới có dịp để gặp lại. Nói chung mình ước mong được tất cả các bạn phương xa có cái nghiêng và giúp dễ cho các bạn, các bạn là người dân tộc Khmer. Dạ. Cũng như người Kinh thôi, chứ không vấn đề mà người Khmer ở đây qua rất khó khăn. Ở đây khoảng bao nhiêu người? Tỷ lệ ở đây trên phía bên nhánh bên đây khoảng chừng trên 90% người Khmer không? Nhưng hộ ở thì khoảng chừng, theo mình biết có khoảng chừng gần 300 hộ. Mà hộ nghèo là khoảng chừng trên 200. Nghèo, cận nghèo và khó khăn, không phải nghèo. Nghèo thì có 4 thôi, theo cái chuẩn nhà nước có 4 thôi, nhưng mà cận nghèo. Giờ người ta dạy nhiều cái phương tiện, ta có phương tiện, cái cuối cùng nhà nước phải đưa ra là hộ nghèo. Nhưng mà thật ra họ khó khăn, họ đi kiếm đồng tiền thôi đó. Đa phần ở đây là giờ cái đường này vắng, là đa phần ở đây là họ đi Bình Dương, đi làm xa hết, sau đó Tết lễ rồi mới về. Nếu không làm thì ở đây không có việc để làm. Rẫy cái thì như mùa này nước mà ngập vô, nước mặn ngập vô là không có việc để làm. Sau đây là thêm vài hình ảnh của chuyến đi từ thiện của tụi em. Một điều mà em vẫn còn nhớ cho tới ngày hôm nay là trên chuyến đi thăm một nhà nghèo thì có bắt gặp một em đang câu cá, bắt cá với ông nội hoặc ông ngoại của em ở ngoài đồng ruộng. Thì em cho xe ngừng và đi xuống gặp em và có phỏng vấn em. Thì được biết rằng là em không được đi học vì gia đình rất nghèo và em phải đi bắt cá. Thì giờ này khoảng giờ trưa thì bình thường một đứa tuổi như em 10 tuổi là đi học, nhưng mà riêng em không được đi học. Thì khi mà em có phỏng vấn em trai này là em muốn được một điều ước gì, thì riêng em trả lời rằng em ước được một chiếc xe đạp để mà đi học. Thì nhân dịp ở hôm đó thì một cô trong đoàn của tụi em là Hoàng Anh, và Hoàng Anh đã động lòng và đã tài trợ cho em một chiếc xe đạp để mà em có thể được đi học. Hiện nay em trai này đang còn thiếu thốn về tài chính để có thể đến trường, và em xin kêu gọi tất cả những ai có thể giúp được em đến trường, hãy giúp em một tay.
chúng ta hãy cùng nhau giúp bé đến trường để bé có thể sau này lo cho bản thân mình và lo cho gia đình và trở thành một người hữu ích cho xã hội. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip này và hẹn gặp tất cả mọi người trong video clip sắp tới.